Chào các bạn, tin nhanh 24/7. Mô tô hài cổ Yamaha SSA 700 2018 có mức giá 194 triệu đồng. Đã có mặt tại thị trường châu Âu vào năm 2016, nhưng có phải đến cuối năm nay SSA 700 mới chính thức được Yamaha đưa vào thị trường Mỹ. Cái mẫu xe này là phiên bản mang kiểu dáng cổ điển, thuộc dòng sản phẩm của hãng xe Nhật Bản, phát triển từ cái mẫu xe Nikkei FZ07. Khác với vẻ đẹp hiện đại và phong cách của FZ07, SSA 700 mang cái vẻ đẹp cổ điển với bình xăng bằng nhôm có thiết kế mới, đèn pha, đèn hậu và yên cũng mang đậm thiết kế cổ điển. Ngoài ra, trên xe có rất nhiều chi tiết bằng nhôm nhằm nhấn mạnh phong cách cổ điển của xe, cũng như về trước và che các nước. Một đặc điểm khác của mẫu xe này được đánh giá khá cao là tối ưu hóa những cái khả năng độ chế khi vỏ bình xăng và công cụ có thể tháo lắp dễ dàng. Điều này đồng nghĩa việc người dùng hoàn toàn có thể tự động tùy chỉnh biến chiếc xe của mình đúng mục đích sử dụng, hình dáng bình xăng hoàn toàn mới đến yên solo v.v. Yamaha SSA 700 sử dụng chung cái động cơ với FZ07 là loại động cơ xem đôi dung tích 689cc, đi cùng với đó là hộp số sơ cấp, hệ thống khung sàn tử và các trang bị khác trên xe bao gồm đồng hồ hiển thị kỹ thuật số, hộp giảm sóc kích thước 4.1mm và hành trình 130m. Bình xăng mới của mẫu xe này có dung tích 14 lít. Là mẫu xe phong cách cổ điển, nhưng Yamaha SSA 700 sử dụng cái bộ vành là bộ vành đúc kích thước 17 inch. Đi kèm với đó là phanh đĩa đôi 282mm ở phía trước và phanh đĩa đơn 245mm ở phía sau. Hệ thống ABS được Yamaha trang bị tiêu chuẩn cho dòng xe này cả trước lẫn sau. Về dự kiến, Yamaha SSA 700 sẽ có mặt trên thị trường Mỹ vào tháng 10. Mức giá niêm yết 8.499 USD. Mức giá này đắt hơn khoảng 100.000 USD so với FZ07. Nhưng bù lại có thêm trang bị phanh ABS cả bánh trước lẫn sau. Và tùy chọn cái màu xe bao gồm màu đỏ và màu nhôm, v.v. Cảm ơn bạn đã theo dõi clip này, là kế tiếp nhớ like, share, subscribe.